cơn sóng dữ mang tên béo phì. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra, vào ngày béo phì thế giới năm 2022, có hơn 1 tỷ người trên thế giới hiện đang mắc bệnh béo phì, trong đó bao gồm 650 triệu người lớn, 340 triệu thanh thiếu niên và 39 triệu trẻ em. Đáng chú ý, những con số này vẫn đang tiếp tục tăng mỗi ngày. Những người bị béo phì thường nhận phải sự kỳ thị ngoại hình. Điều này làm ảnh hưởng đến những nỗ lực của cá nhân họ, cũng như có thể gây ra những nhận thức sai lầm về bệnh béo phì. WHO ước tính, đến năm 2025 sẽ có khoảng 167 triệu người trên toàn cầu, gồm cả người lớn và trẻ em, trở nên kém khỏe mạnh hơn vì bị thừa cân hoặc béo phì. Chìa khóa để ngăn ngừa béo phì là hành động sớm. Trên thế giới, phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống đang được coi là phương pháp giúp điều trị triệt để và tận gốc căn bệnh béo phì. Phương pháp đã được Hiệp hội Giảm cân Hoa Kỳ chứng nhận là phương pháp giảm cân an toàn, tính thẩm mỹ cao, do không để lại sẹo, hiệu quả bền vững nhất hiện nay. Đặc biệt, phương pháp không ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, hấp thu của dạ dày và sức khỏe của bệnh nhân. Là người tiên phong triển khai ứng dụng phương pháp về Việt Nam, đến nay, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã phẫu thuật thu nhỏ dạ dày, điều trị béo phì thành công cho hơn 500 bệnh nhân. Không chỉ thoát béo, thoát bệnh, bất kỳ một vấn đề nào do thừa cân, béo phì gây ra cho bệnh nhân đều được hỗ trợ, giải quyết triệt để. Một giải pháp điều trị tối ưu, một nơi có thể thay đổi cả thân hình, thậm chí cả cuộc đời bạn. Chúng tôi luôn ở đây và sẵn sàng đồng hành suốt đời cùng bạn trên hành trình giảm cân. Hãy hành động ngay hôm nay vì sức khỏe ngày mai. Dr. Nguyễn Anh Tuấn, tiên phong trong thu nhỏ dạ dày giảm béo, cam kết đồng hành suốt đời cùng người bệnh.